Chúng ta hôm nay bạn thức bàn về việc là sử dụng một phần mềm mới để quản lý các cái partition, đó là Stratix. Ở trong Red Hat 9 thì cung cấp một cái giải pháp của Stratix. Stratix được gọi là Volume Manager File System, tức là quản lý các volume hệ thống file. Nó cung cấp một cái năng lực cao cấp cao hơn mà không có ở trong các phiên bản trước. Ví dụ như là Red Hat 8, Red Hat 7, Red Hat 6 trở đi là vì trước không có. Và nhờ đó Red Hat có thể cung cấp một cách tiếp cận khác với các kiểu file dữ liệu mới như là BTRFS hay là ZFS, thì trên thằng Fedora dùng BTS rồi. Chúng ta có tính năng như sau: Team Provisioning, tức là tính năng này cho phép Stratix có thể hiện cho người dùng thấy rằng là cái dung lượng nó có khả năng xử lý nó lớn hơn thực tế. Gọi là Team Provisioning. Cái việc này rất là quan trọng. Nó hỗ trợ rất nhiều môi trường như môi trường desktop ảo này. Khi mà mỗi người dùng có thể thấy rằng họ sở hữu được 20 GB dung lưu trữ, mà thực tế thì không có nhiều như vậy. Snapshot, một cái snapshot của Stasis thì cho phép người dùng ghi lại một cái ảnh nào đó của trạng thái hiện tại của hệ thống file. Cái snapshot này thì giúp cho các việc mà đảo ngược quá trình xử lý dễ hơn. Và Cache Tile thì cái Cache Tile này là một cái tính năng của Chef để đảm bảo rằng dữ liệu lưu trữ thì sẽ nằm gần với phía client thằng Chef hơn, là họ phân chia phân vùng lại thì họ ấy làm việc là truy cập dữ liệu lớn hơn, dễ hơn, nhanh hơn. Programmatic API, tức là cái này là cái những cái giao diện lập trình này họ đảm bảo rằng cái hệ thống lưu trữ có thể được thiết lập và thay đổi thông qua truy cập của API hệ thống. Cái này là cực kỳ hữu hiệu trong môi trường đám mây, khi mà thiết lập trực tiếp từ đám mây là cực kỳ quan trọng. Rồi monitoring and repairing, tức là quản lý và sửa chữa. Bất kỳ một hệ thống file cũ nào cũng cần những cái phần mềm như FSCK để xác thực cái tính toàn vẹn của hệ thống. Stratix thì có một cái tính năng nội tại để quản lý tình trạng sức khỏe hệ thống và sửa chữa nếu cần thiết. Đó là những gì tôi nói chung về Stratix.